Hello, xin chào các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại kênh của mình, Ông Chồng Hay Làm. Các bạn cũng biết mấy hôm nay tình hình dịch bệnh rất là khó khăn. Thực ra là Bộ Y tế khuyến cáo là mọi công nhân là hạn chế ra đường. Đó, một số ngành nghề thì bị đóng cửa, những cái quán bar, nhà hàng, rồi những ngành nghề mà tiếp xúc đông người thì hầu như là đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái dịch bệnh. Đó. Thành ra hôm nay chủ đề ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn năm cái ngành nghề mà các bạn có thể là ở nhà vẫn làm được việc và vẫn kiếm ra tiền khi các bạn. Ngoài năm ngành nghề này thì nó cũng còn rất là nhiều những ngành nghề khác. Tuy nhiên mình xin giới thiệu năm cái ngành nghề mà mình biết mình có nhiều bạn đã làm trong những ngành nghề này đó và kiếm được tiền online tại nhà nhé. Rồi mình xin giới thiệu với ngành nghề thứ nhất. Đó chính là nấu đồ ăn, làm bánh. Thì cái này á, ngành nghề nấu đồ ăn, làm bánh này các bạn thì các bạn tùy vào cái năng lực của mình có thể sản xuất những cái loại bánh nào hoặc là những cái loại đồ ăn thức uống nào thì mình có thể là làm cái món đó tại nhà và quảng cáo bán qua Facebook, bán qua mạng vân vân. Thì mình cũng có bạn làm bánh nè. Mình cũng có bạn nấu ăn nè. Thì những ngành nghề này thứ nhất là nó phù hợp với các bạn nữ hoặc là một số bạn nam nào đam mê cái việc nấu ăn với các bạn đó. Và thứ hai là nó chủ động mặt thời gian, các bạn có thể ở nhà khi nào làm, các bạn nhận đơn hàng về thì mình mới cần phải làm đó. Ví dụ như trước các bạn có thể là quảng cáo là sẽ nấu bao nhiêu phần ăn hay là sẽ nấu những loại bánh gì đó, thì mình có thể là mình đưa những order đó lên mạng, những người khi nào có đơn hàng thì mình làm đó. Thành ra là các bạn có thể chủ động được đầu vào cũng như đầu ra, không phải giao thiệp gì với ai để có thể là lây lan dịch bệnh mà vẫn có thể là buôn bán kinh doanh nè. Rồi đó là ngành nghề thứ nhất. Nghề thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn có thể làm việc online, đó chính là dịch thuật. Ngành dịch thuật này á, thì mình đã có từng làm rồi. Các bạn có thể là nhận những cái project á, từ trên mạng về rồi các bạn ở nhà các bạn dịch. Tùy cái loại ngôn ngữ mà các bạn dịch thì các bạn sẽ có được những cái mức tiền khác nhau đó. Thì những ngôn ngữ nào mà ít người biết thì mức tiền cao hơn đó, hoặc là những cái loại tài liệu mà khó chuyên ngành cao thì các bạn sẽ được mức tiền cao hơn. Trước đây mình cũng có dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành trong môn IT một thời gian thì nói chung là cũng kiếm được đó, và nó cũng chủ động về mặt thời gian cũng như là giao tiếp với các đối tác vân vân thì đều là qua mạng hết đó. Thì ta là rất an toàn trong mùa dịch bệnh nhé. Rồi ngành nghề thứ hai chính là dịch thuật. Ngành nghề thứ ba mà mình muốn giới thiệu đó chính là blogger, viết writer, nghĩa là các bạn viết blog nè, viết quảng cáo sản phẩm nè, viết báo nè, chủ yếu là về vấn đề viết blog. Thì cái này á, thì tùy vào cái thế mạnh của các bạn có thể là viết blogger, tùy cái chủ đề nhé, hoặc là các bạn cộng tác viên của các loại báo. Thì cái này mình cũng có từng làm qua, các bạn cộng tác với các báo online, báo mạng thì mỗi bài viết tùy vào chủ đề các bạn sẽ kiếm được một phần nhuận bút. Và nếu như các bạn hợp tác lâu dài với các báo thì cái nguồn mà gọi là công việc á, thì nó cũng rất dồi dào, các bạn có thể là làm không có hết việc luôn đó. Và một cái bài báo thì mình thấy là cũng bút về cũng khá đó các bạn. Ví dụ như một cái bài báo mình viết khoảng trong vòng 1 tiếng tới 2 tiếng có thể kiếm về cho mình từ 300 đến 500 ngàn, đó là tùy vào cái đề tài cũng như tùy vào cái trang báo nhé. Như mình thì mình có viết bài trên trang Tuổi Trẻ chẳng hạn thì một bài có thể được 390 ngàn đó, hoặc là mình viết một bài trên trang Xe Hay thì được 500 ngàn đó. Và một bài vẽ thì các bạn từ lúc lên ý tưởng rồi viết rồi nhiều khi chỉ tốn 1-2 tiếng đồng hồ thôi đó. Và cái việc này thì nhận công việc về hoặc là
hoặc là giao tiếp với các trang báo thì cũng là qua mạng qua email hết. Chuyển khoản những bút cũng qua email luôn, người ta nó cũng rất là an toàn trong dịch bệnh nhé. Rồi đó là ngành thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn. Ngành nghề thứ tư mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là làm đồ handmade. Những cái loại này thì nó thường dành cho những bạn nào khéo tay. Các bạn sẽ làm những cái móc chìa khóa, những tấm thiệp, đồ trang trí. Thì mình cũng có một người bạn chuyên làm về cái này. Bạn chuyên làm coi như là handmade, rồi làm thủ công, rồi nhỏ nhỏ những cái vật dụng xinh xắn để trang trí, để tặng quà. Đó, thì những cái loại này bạn cũng có thể làm tại nhà. Đó chính là làm đồ handmade, tranh theo ảnh vân vân. Đó là ngành nghề thứ tư mình muốn giới thiệu với các bạn. Rồi. Và cái ngành nghề cuối cùng là chính là cái ngành nghề mà hiện tại mình đang làm cái video này, đó chính là làm YouTuber. Đó là các bạn có thể tùy vào cái chủ đề của mình, những chủ đề như du lịch hay gì thì đi ra ngoài, tuy nhiên những chủ đề như là tutorial hoặc là game đó, hoặc là vlog mà nó quay về cách làm đồ ăn này kia thì YouTuber các bạn cũng không cần phải ra ngoài. Các bạn có thể là làm tại nhà và kiếm được tiền từ quảng cáo YouTube đó. Đó là năm ngành nghề mà mình muốn giới thiệu với các bạn để các bạn có thể tự làm tại nhà, sống sót qua mùa dịch bệnh. Ok, rồi ngày hôm nay video của mình tới là hết. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video lần sau. Nếu các bạn yêu quý video của mình, các bạn nhớ cho mình một like, một share nhé. Nhớ đăng ký kênh Ông Chồng Hãy Làm để cập nhật những tin tức